trên ngài, không phải để chán chừ. Áp lực giờ nhân hai, mùa này anh gánh thực. Việt team đã hy sinh, sót lại một thánh nữ. Ba mẹ cấp của chương trình có vẻ sẽ khó dự. Show bay đã bỏ ngang, house trận chính này dở dang. Wow, anh tu mặt vẫn đang nhăn, nhà căng mà vẫn sang. How, hold on. Flow pretty sick, anh thu trận này là impossible. Thiệt chiến xong lên đây anh đang rầu về cũng khó đi phố. Chẳng cách thành niên muốn đấu với phải thì mình phải tìm thêm mũi ba để có thêm đẹp gớt. Anh tôn thờ chỗ trống và im lặng là vàng nên anh luôn nhiều tài sản. Nếu vẫn chưa thấy thuyết phục em có thể Google tìm thêm dấu phẩy của anh. Ra chọn cuộc chiến bình ngay thơ nhất dù rằng đấu này đầy quái vật buộc quân. Do it for the team, yeah we do it for the team. Tell him. Do it for the team, yeah we do it for the team. What we do? Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it. Kelly, do it, hold on. Do it. Yeah, em cứ tập trung tỏa sáng. Vâng. Còn mấy anh trên này để ăn. Nhờ camera zoom vào carry để mọi người thấy là miệng vẫn ăn. Ủa anh ơi, anh Oakley vẫn đeo cái chuyện đó. Đâu? Tới khi nào anh thấy? Anh không biết, nhưng nếu ông có cả thế giới, nó sẽ thuộc về em ngay. Không duyên như mai âm nhạc, nên không diss thì vì anh thích thì. Và anh thích khi gào thét nhưng ta chóc vô chung kết nên anh thích nghi. Vậy em thích thì thật ra chỉ thích ông guitar ngồi kia hát la. Mà anh tu qua con beat cho em dứt đi. Rồi sao nữa? Em phải ngắt cô xa để anh thanh nghe được rõ em đang viết gì. Thì mình cũng căng bằng ngôn thiệt, và trời một công bằng không thiệt. Anh lên đây cho xong công việc. Thật ra em không mong thương miệng. Thôi thì tạm gác lại khác bông tiến công. Em mong anh vượt được biến công. Bông sơn có dịp anh viếng thăm. Khi cần em cứ việc kiếm anh. Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it for the team. What we do, Kelly? Do it for the team, yeah we do it for the team. Do it for the team, yeah we do it, do it, do it. That's right. We do it for the team. Người ta do it for the game. We do it for the heart. Người ta do it for the fam. We do it for the culture. Người ta do it for the cam. Flex it forever lit. Even when the show is in. World. Muốn hết như vậy tôi muốn nghe nữa. Trời ơi, hơi ngắn, hơi ngắn. Sao cái đoạn này là phải chửi nặng hơn nữa? Em cũng đang chờ anh à. Ừ, nhưng mà em không thấy điều đó xảy ra. Tại sao tới đây mà dừng được? Trời ơi, bắn khói ngộp thở không ca nữa. Vâng thưa quý vị, Beans và Kelly. Yeah, cả thế giới trong tim. Chắc là Bin cũng có nhiều tâm tư bức xúc lắm, phải không Bin hả? Em thấy dễ thương, em không có thấy ghê gì ghê. Nhưng mà đằng sau cái sự đáng yêu đấy là cả một cái cục đau khổ to đùng ở trong lòng ấy, ai biết được. Nghe lời người nghe có vẻ dễ hờn lắm. Thôi bây giờ Bin nói thẳng đi, là Bin có thật như vậy không? Hay là nó còn hơn những gì Bin vừa hát? Em làm nhẹ mọi thứ lại. À vậy hả? Để cho chứ. Nó dễ nghe vậy. Cho dễ nghe nó chứ. Còn nếu khó nghe mình phải làm sao nhỉ? Carrick, sao người ta hát hay vậy mà vẫn ăn thế nhỉ? Ừ, em nghĩ sao về tiết mục vừa rồi? Em thích à? Tại vì lâu lắm mà em mới được nghe Bin gằn giọng như vậy và cháy như vậy. Nhưng mà rõ ràng nha, hôm nay Bin rap với một đẳng cấp rất khác nha. Một cái flow rất là biến hóa và... Vâng, thái độ rồi, mọi thứ rất là khác luôn ấy. Người ta phải cảm xúc thật thì người ta mới... Yeah. Phải là có cơn giận, phải có khó khăn thì người ta mới rap hay được như vậy. Có chất xúc tác à? Nhưng mà cũng khổ thân. Nhìn bây giờ sân khấu, nguyên một team kiểu lực lượng hùng hậu. Mà đúng hai chiến sĩ bế nhau về. Cảm thấy rất là thương cảm với những gì mà Binzy đã hứng chịu. Không chỉ là những tuần vừa qua, từ đầu vào là nó như kiểu một buổi hòa nhạc tưởng niệm ấy. Xong rồi các thanh niên đưa Binzy lên để hát cho team mình như thế. Thì em cảm nhận thấy những cái điều mà Binzy giấu kín từ những cái vòng vừa rồi đến bây giờ mới được bung ra như thế. Thì em cảm thấy là khá khớp với cả nội tâm mà em đang cảm nhận từ Bin. Thực sự là cái khúc mà cậu nói thích đi xe. Không diss đi vì anh thích đi. Cái nụ cười bẽn lẽn của cậu tớ khá là cảm nhận được. Thank you man rất nhiều. Quý thấy sao Quý?
cái bài này của Bin là em không ngờ tới luôn á. Là ban đầu á em suy nghĩ là em tưởng là Bin và Kelly sẽ làm một cái bài tình cảm. Cái xong rồi Bin hả dàn lực lượng ra kiểu như baby gangster. Lâu lắm tôi mới thấy Bin thái độ như thế. Đúng nha. Rồi, đúng rồi. Bé này vuốt đuôi cũng hay luôn nha. Dạ. Thầy nói gì là em hô hào liền. Dạ, bây giờ cái đó rất là nguy hiểm luôn. Nguy hiểm lắm. Dạ. Một cái người mà bị người khác tấn công Ram thấy sao? Rất là khó nói anh ạ. Làm sao nói được? Dạ. Thật thì cần rất là nhiều thứ để mà một người luôn luôn lịch thiệp, nhã nhặn và nhường nhịn tất cả mọi người như anh Binzy đứng trên sân khấu và giải bày ra cái nỗi lòng này của mình. Em là một người ngồi bên cạnh và thường xuyên tiếp xúc với anh Bin thôi, nhưng bản thân em chỉ hiểu được một phần nhỏ những gì mà anh Binzy phải trải qua. Tất cả những cái cảm xúc đấy nó dồn nén vào trong con người anh Bin và mãi đến hôm nay anh Bin mới bắt đầu thể hiện ra. Nó khiến em ngồi xem tất cả những tội lỗi mà mình đã đắc tội với ông anh của mình như thế nào. Không, nhưng mà tôi rất là thích cách mà khi đàn ông sắn tay áo lên nói chuyện như thế thì nó rất là sòng phẳng đúng không ạ? Yeah. Và nó cho chúng ta thấy rõ những thái độ mà chúng ta mong muốn thấy ở một cái người tóc hồng như Bin. Cái phần trình diễn này, mặc dù em cũng là người bị hướng đến, nhưng em là một người battle rap và dissing rất là nhiều rồi, em rất là quen thuộc với những cái công việc như này rồi. Em cảm thấy được ở trên sân khấu hiện nay đang là một Binzy đang chứng minh một cách rất đanh thép cho mọi người biết tại sao những cái ngôi vị ở trên top thuộc về anh ấy. Chúc mừng anh Binzy. Mời anh LK ạ. Trong lòng anh thì Bin luôn là rapper số 1 của Việt Nam rồi. Hôm nay thì anh rất thích cái phần biểu diễn này bởi vì vẫn là một cái hình ảnh của Bin rất là quen thuộc, nhưng mà hình như là rất khó có một người nào để mà đạt được cái cấp độ flow đó của Bin ấy cả. Mặc dù là cái flow Bin rất khó thế, nhưng mà hôm nay Kelly em đã hỗ trợ cho thầy của em rất là giỏi. Ngay những cái điểm nhấn như thế mà không tinh ý thì mình sẽ không thể nào bắt nhịp để hỗ trợ cho Bin được, bởi vì nó rất linh hoạt. Phần trình diễn của hai thầy trò sân khấu rất là hoàn hảo. Thưa quý vị, thương thầy thì hãy bình chọn cho trò, chứ đừng nghe câu chuyện của thầy hờn cả thế giới rồi quên luôn cô bé kế bên của tôi. Hãy bình chọn cho Kelly với mã số 03. Đón chờ đêm sự kiện Việt Nam Entertainment Awards phát sóng lúc 20 giờ ngày 28 tháng 1 trên kênh YouTube V Talents.